Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh Pâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Và ngày hôm nay đây, trên bàn của Linh chính là hộp của chiếc Honor 8A. Tan tan! Và ngày hôm nay là gì? Chúng ta sẽ mở hộp chiếc Honor 8A đầu tiên tại thị trường Việt Nam nhé. Sản phẩm này thì có mức giá niêm yết là 2.990.000. Với mức giá này thì biến Honor 8A trở thành chiếc điện thoại di động rẻ nhất của hãng Honor tại thị trường Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng mở hộp một chiếc smartphone với giá 2.900.000 sẽ có những cái gì nhá. Đầu tiên thì về mặt vỏ hộp, hộp của máy được làm khá cứng cáp. Tuy nhiên về chất liệu thì khi mà sờ vào, chúng ta có thể cảm nhận được đây là một sản phẩm giá rẻ. Cũng như chúng ta có một tông màu xanh rất đặc trưng của nhà Honor. Ở cạnh dưới sẽ là một cái tem ghi thông tin của sản phẩm. Phiên bản mình đang cầm đây là phiên bản hàng demo, chính vì vậy sẽ có dòng chữ Not For Sale ở đây. So với phiên bản thương mại thì bản máy demo của mình sẽ khác ở phần phụ kiện, còn những thứ khác thì không khác gì. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu mở hộp sản phẩm này nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc Honor 8A màu xanh. Rồi mình sẽ để em nó qua một bên nhé. Rồi và ở đây thì bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp. Với phiên bản thương mại thì ở bên trong sẽ có ốp lưng và sách hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên ở đây là máy demo nên chúng ta sẽ chỉ có que chọc SIM mà thôi. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một sợi cáp micro USB, một cục sạc với nguồn ra là 5V 1A. Và đó chính là tất cả những gì có trong hộp của chúng ta. Quay trở lại với chiếc máy của chúng ta, chiếc Honor 8A. Rồi, cảm nhận đầu tiên của mình khi được cầm em nó là khá đầm và ôm tay. Dù phần màn hình được làm nổi hơn so với phần khung và máy, không tạo cảm giác cấn do phần ghép nối được làm rất liền lạc và ăn khớp với nhau. Phần lưng nhựa tuy không được làm liền với phần khung mà được làm tách ra, tuy nhiên máy không thể tháo nắp lưng để thay thế pin được. Phần mặt lưng cũng được làm cách điệu với một phần được sơn bóng và một phần được sơn nhám. Toàn bộ phần vỏ của máy được làm từ nhựa. Ở mặt trước chúng ta sẽ có loa thoại. Bên dưới là camera selfie 8MP, bên dưới sẽ là màn hình giọt nước với kích thước là 6,09 inch, sử dụng tấm nền LCD IPS với độ phân giải HD+. Bên dưới sẽ là logo Honor, 3 phím điều hướng sẽ ở bên trong màn hình và chúng ta có thể ẩn phím điều hướng đi. Phần viền màn hình khá dày cũng như cằm của máy có độ mỏng chưa thực sự ấn tượng. Ở cạnh phải chúng ta sẽ có nút điều chỉnh âm lượng và nút nguồn. Cạnh trái chúng ta sẽ có khe đựng SIM và thẻ nhớ. Máy hỗ trợ 2 SIM và 1 thẻ nhớ đồng thời. Một điều rất tuyệt với một chiếc máy giá rẻ rồi phải không nào? Cạnh trên chúng ta sẽ có mic chống ồn và jack cắm tai nghe 3.5. Ở cạnh dưới chúng ta sẽ có cổng micro USB, loa ngoài và mic thoại. Mặt sau chúng ta sẽ có camera chính độ phân giải 13MP, khẩu độ f1.8. Bên dưới sẽ là đèn flash LED và bên cạnh sẽ là cảm biến vân tay một chạm. Về cấu hình thì máy sẽ sở hữu con chip tầm thấp MediaTek 6765, cùng với đó là 2GB và 32GB bộ nhớ trong. Nhìn chung với cấu hình này sẽ đáp ứng cho những nhu cầu sử dụng nhẹ nhàng, không đòi hỏi quá nhiều về mặt cấu hình. Máy sở hữu viên pin 3020mAh, rất tiếc là máy không hỗ trợ sạc nhanh, cổng sạc cũng chỉ là micro USB mà thôi. Về phần mềm, máy sẽ chạy trên nền Android 9 với giao diện là EMUI 9.0 của Huawei. Máy sẽ có khả năng mở khóa bằng gương mặt cũng như là vân tay một chạm. Vậy thì điểm nổi bật của máy ở đâu? Mình muốn chia sẻ với các bạn là loa ngoài của sản phẩm này thực sự rất lớn. Với công nghệ Smart PA đã giúp cho chiếc máy này có một công suất loa đủ để các bạn có thể trải nghiệm âm nhạc một cách thoải mái. Có thể nói là chiếc smartphone có loa ngoài to nhất trong phân khúc dưới 5 triệu đồng. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ nghe đài FM trực tiếp trên máy mà không cần cắm tai nghe, một tính năng rất hữu ích dành cho người lớn tuổi. Nhìn chung thì đây là một chiếc smartphone với mức giá không quá 3 triệu đồng, không quá xôi thịt về mặt cấu hình, tuy nhiên lại sở hữu những tính năng mà người dùng cần hơn ở một chiếc smartphone giá rẻ như là màn hình lớn, loa to và kèm theo là nhiều tính năng giải trí dành cho người dùng. Vừa rồi là video mở hộp chiếc Honor 8A đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Và nếu như các bạn có 2.900.000 trong tay thì có lựa chọn smartphone giá rẻ này không? Thì đừng quên để lại phía dưới phần comment nhé. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy để lại subscribe cũng như là like để ủng hộ VN Review nhé. Đừng quên hãy trông chờ những video đánh giá chi tiết chiếc Honor 8A này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!